Âm dạ thư ốc chương 1327, phủ quân hiện thân. 2. Ai bảo ông khoe tài? Ai bảo ông tìm thêm phiền phức cho tôi? Lúc này, lão tử vốn nên ngồi trong bồn tắm mà tắm, lại bị ông khiến cho phải chạy tới nơi này sông tới mức thấp người toàn là mùi khói lửa. Mà lúc này, trong phòng lại lộ ra cơ thể của một cô gái trẻ tuổi, dưới chân cô gái còn có một con đại kim mau. Ông ôm nó đi xuống trước đi, tôi sợ bối bối xảy ra chuyện tôi đưa cô đi xuống trước trước đừng để ý đến chó nữa cô gái à không được nó không đi xuống trước tôi cũng không đi xuống tôi không quan tâm tôi mặc kệ tôi không thể nào bỏ lại bối bối được trước tiên ông ôm bối bối đi xuống đi bối bối xảy ra chuyện tôi cũng không sống được không sống được lúc này lão đạo cũng chú ý tới bên trong khói đen ở cửa hành lang có một bóng người quen thuộc bước ra không phải là ông chủ nhà mình thì là ai chứ Lúc này lão đạo nhếch môi, lộ ra nụ cười, ông chủ tới, có nghĩa là vạn sự đại cát rồi. Chỉ là hỏa hoạn mà thôi, đối với ông chủ mà nói, đó còn tính là vấn đề sao? Nhưng rất nhanh. Lão đạo đã phát hiện ra có vấn đề. Mặt của ông chủ, cực kỳ u ám, cũng không phải là bị khói hung đến đen, ngọn lửa giận này, đã thực sự bộc phát rồi. Lão đạo, người có kinh nghiệm phong phú trong việc dò xét bên bờ vực tử vong, lập tức nảy sinh cảnh giác tệ rồi. Ông chủ nổi giận. Ông chủ, anh tới. Ầm. Um. Châu trạch một cước đạp tới. Lão đạo kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang đứng ở cửa kia bị ông chủ nhà mình một phát đạp bay. Trên mái của căn nhà ở đối diện với khu dân cư phát sinh hỏa hoạn kia. Có chỉ một con khỉ bẩn thiểu ngồi ở nơi đó. Trên mặt của nó mang một chiếc mặt nạ màu bạc, trên cổ mang một cái chuông lục lạc, ngang hông còn buộc một người giấy lớn bàn tay người trưởng thành lúc này con hầu tử bẩn đang mang mặt nạ chơi đến vui vẻ nhưng đột nhiên nó chợt tháo mặt nạ xuống mà sau đó cơ thể bắt đầu không ngừng lui về phía sau phun ra mấy ngụn máu sau khi tháo mặt nạ xuống có thể phát hiện ánh mắt của con khỉ này ngu ngơ suy ngốc không có bất kỳ loại linh tính nào thuộc về đặc trưng của loài khỉ càng giống như một vật ngu xuẩn vô tri vô giác hơn vào lúc này người giấy buộc bên hông hầu tử bẩn rơi xuống Bay lơ lửng ở trong không trung. Cực khổ cho mày rồi." Một giọng nói già nua vang lên. Trong ánh mắt đục ngầu của hầu tử bẩn, bỗng nhiên xuất hiện vẻ tỉnh táo trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lại lập tức khôi phục về dáng vẻ đục ngầu. Chíp chíp chi. Chíp chíp chi. Chíp chíp chi. Hầu tử bẩn giống như là như phát điên, bắt đầu điên cuồng đánh nhau với không khí ở trước mặt. Nó không ngừng nhảy lên, giơ hai cánh tay lên bắt lấy sau khi tiếp đất lại nhảy bật lên, tiếp tục bắt lấy, điên điên khùng khùng, không biết mệt mỏi. Giống như hiện tại đang có một con chim thứ căn bản không tồn tại đang quanh quẩn trên đỉnh đầu của nó, hơn nữa con chim kia lại còn giống như đang chờ cơ hội mổ cắn nó, thỉnh thoảng trong cổ họng hầu tử phát ra tiếng TTT, sau đó lui về phía sau. Người giấy tiếp tục bay lơ lửng ở nơi đó. Ông ta một hồi thì nhìn ngọn lửa cháy ở tòa dân cư đối diện một một hồi lại nhìn con hầu tử bẩn đang đánh nhau với không khí một chút. Bởi vì là người giấy. Cho nên không có biểu cảm gì. Nhưng trên người, lại tràn ngập tử khí cực kỳ nồng đậm. Giống như là một chiếc quan tài đã mục nát đến cực điểm. Lại lần nữa bị kéo đến dưới ánh mặt trời, bắt đầu được so sáng. Chíp chíp chi. Bỗng nhiên hầu tử bẩn nhảy lên còn cao gấp đôi so với trước kia. Sau đó hai tay bắt được cái gì đấy. Sau khi hạ xuống Thì ghiềm chặt thứ kia ở dưới chân của mình Ngay sau đó đưa miệng xuống Bắt đầu liều mạng cắn xé Thứ nó cắn vẫn chỉ là không khí Nhưng trong quá trình này Dường như có tiếng chim rít lên Cùng với đó Ở dưới chân hầu tử bẩn Cũng có một làn khói mù màu vàng kim nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập Thế nhưng trong nháy mắt lại cuốn theo chiều gió Phản phất như chưa bao giờ xuất hiện chích chích ha 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 hầu tử bẩn ngẩng đầu lên vừa chảy tràn nước miếng vừa nhìn người giấy đang trôi nổi lơ lửng ở trước mặt mình cực khổ cho mày rồi người giấy lại lặp lại câu nói này hầu tử bẩn tiếp tục cười ngây ngốc ngồi xuống bắt đầu thở hồng hộc người giấy trôi nổi đến lan can của sân thượng cùng với việc xe chữa cháy đã tới thế lửa đang bắt đầu được không chế tạm thời không còn nguy cơ lan rộng nữa áo liệm con đã nhận được người chết theo cũng đã sớm tìm xong cho con rồi tiếp theo con có thể đi chết rồi người giấy ngẩng đầu lên một ngọn lửa màu xanh bắt đầu bốc lên mà khi ngọn lửa này xuất hiện cảnh vật bốn phía đều bắt đầu trở nên ảm đạm xuống thời đại thuộc về thái sơn đã hoàn toàn kết thúc hay chưa tôi không muốn quan tâm nhưng loại con cháu vô lương tâm như thế này. Ác, à, phải, đi, chết. Người giấy phát ra một tiếng thở dài. Ném ngọn lửa màu xanh lam trong tay về phía trước. Buồn bã nói. Con chết đi. Đệ nhất, còn có thể, có, chút hy vọng. Địa ngục rất lớn, nhưng phần lớn các khu vực cũng đều rất hoang tàn. Nó không có những tòa nhà chọc trời cao chót vót trong tầng mây, cũng không có mạng lưới giao thông và đường cao tốc dày đặc nó cứ lặng lẽ ở nơi này thể hiện chủ đề hoang tàn nhất quán từ xưa tới nay nhưng sân khấu của địa ngục lại khá lớn tỉ như lúc này hình ảnh một con vượng với cơ thể khổng lồ tức giận tấn công thành ở dương gian thật sự không thể nhìn thấy nó được coi như dương gian có một con kỷ kinh khủng như vậy người ta cũng không dám không chút kiên kỵ như vậy mà ở địa ngục có thể thấy được địa ngục không chỉ là nơi thu lấy vong hồn của dương gian đồng thời cũng là một nơi có thể càng rỡ không kiên kỵ bất cứ điều gì, là một nơi để phát tiết giống như bãi phế liệu. Phùng Tứ vẫn trốn ở trong thi thể của con thằng lằn bạch cốt này, thi thể này cũng khá lớn, lớn đến có thể để cho anh ta ẩn nấp được rất lâu, không tầm thường chút nào. Đương nhiên, tình cảnh ở nơi này cũng đủ kịch liệt, kịch liệt đến mức sẽ không có người nào hoặc là có hung thú nào cố ý chú ý và ghi một tuần sứ nho nhỏ đơn độc ở bên ngoài như anh ta. Lúc này phùng tứ thật sự cảm kích một chuyện rằng bản thân còn không trở thành phán quan nhanh như vậy giống như là đèn ở trong đêm tối hiện tại anh ta vẫn chỉ là một ngọn đèn lồng nhỏ lẽ loi rơi ở một nơi xa xôi bên ngoài một thứ coi như có nhìn thấy đoán chừng cũng sẽ lười dẫm đạp còn nếu đã trở thành phán quan giống như là từ đèn lồng nhỏ đã biến thành đèn pha trên phương diện sức hấp dẫn đương nhiên là khác nhau rồi mà phùng tứ cũng không có phẩm đức sống chết cùng âm ti gì đó, càng không có loại xúc động chạy lên kề vai sát cánh bên các đồng nghiệp của mình cùng nhau chống lại kẻ địch bên ngoài. Trên thực tế, về cơ bản, Phùng Tứ có thể chắc chắn, nếu không phải ngay từ đầu đám hung thú này đã bày ra tư thế không còn đường lui như thế này, đám đồng nghiệp bên trong chủ thành của anh ta, có lẽ căn bản cũng không muốn liều mạng đi. Dưới âm ti, có người động tâm tư cũng không còn là chuyện ngày một ngày hai, cũng đều trong khung cảnh này, những người thực sự vì âm ty mà tình nguyện liều mạng lại tình nguyện hy sinh bản thân thật sự chính là số ít trong số ít đấy suy nghĩ của phần lớn mọi người đều theo xu hướng vẫn là nước chảy bèo trôi nếu như có thay đổi gì cùng làm thì học theo tiền bối cả ngàn năm trước thôi vương kỳ ở trên đầu tường thay đổi người nào đứng ở trên thì tất cả mọi người cùng vỗ tay hoan hô thôi cho nên theo phùng tứ lúc này chiến cuộc ở phía bên chủ thành là thảm thiết nhưng thật sự chưa tới mức thương tâm bao nhiêu cũng may theo bầu trời phía tây truyền tới một tiếng hí một con côn lớn toàn thân màu vàng để lộ ra dáng vẻ của nó sự thần thánh của nó trên người toát ra hào quang của đức phật sự tinh khiết của nó giống như một tia sáng rực rỡ nhất trong địa ngục u tối khi nó xuất hiện các quan sai trong chủ thành còn đang chống cự bỗng nhiên bừng bừng khí thế bồ tát ra tay rồi. Phùng Tứ tiếp tục bò lỗng ngỗng ở bên đó. Anh ta nhìn thấy con hầu tử to lớn toàn thân màu đen kia ngẩng đầu lên. Ầm. Uhm. Tốc độ của côn rất nhanh. Thẳng đến lúc va chạm vào người hầu tử màu đen. Cơ thể của hầu tử màu đen bị đánh bay. Nhưng tình cảnh máu thịt tung tóe như trong tưởng tượng cũng chưa từng xuất hiện. Tố chất thân thể của con khỉ màu đen này, thật sự là rất kinh khủng. Ở địa ngục hầu tử gần như là phụ kiện đính kèm cơ bản của phủ quân bắt đầu từ đệ nhất bên người mỗi một đời phủ quân như một lẽ đương nhiên đều kết hợp với một con hầu tử trong ngày thường con hầu tử này có thể là người giúp việc bưng trà rót nước nhưng lúc chinh phạt ở bên ngoài thông thường hầu tử dưới trướng họ đều có thể hóa thân thành một hung thần trong chiến trận ngược lại âm ty cũng không cố ý đi che giấu và xóa bỏ lịch sử liên quan tới thời đại phủ quân nhưng bởi vì niên đại thực sự quá xa xôi rồi cho nên có một vài ghi chép sẽ sai lệch hoặc bị bỏ sót thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng hầu tử màu đen. Lúc này Phùng Tứ lập tức nghĩ tới một chuyện. Tương truyền. Lúc đệ nhất phủ quân trấn áp địa ngục, bên người có một con tử kim thần hầu, vào lúc đệ nhất trấn áp thời đại địa ngục trung chuyển, nó đã lập được chiến công hiển hách. sau đó, có một lần, bởi vì một trận giao chiến với cự bá, bị thương nặng và ô nhiễm, nên đã biến thành màu đen. Nó coi như là hầu tử đời đầu của tổ hợp tiêu chuẩn một người một khỉ với phủ quân. Nếu như con hầu tử màu đen to lớn ở trước mắt này. Thật sự là hầu tử kia mà nói. Chẳng phải chuyện này cũng có ý nghĩa. Phủ quân nhất mạch đã bạc vô âm tính và lạc khỏi đạo chính thống cả ngàn năm nay. Đi ra ngoài là để làm gì? Đệ nhất vẫn là một truyền kỳ. Ngày ấy không giống với đời cuối cùng. Hiện tại, trong mắt phần lớn người của âm ti, đời cuối cùng chính là một cái hố. Cơ nghiệp tốt đẹp ở trong tay, lại bị địa tàng vương Bồ Tát lừa gạt đến mất tích không biết nơi nào, cứ như vậy dứt khoát chôn vùi hết tất cả. Nhưng đệ nhất có thể được xem là nhân vật khủng bố nhất trong thời đại đó, một người kết thúc trạng thái loạn lạc của địa ngục sau khi doanh câu ngã xuống, xây dựng lại trật tự của âm dương. Phùng tứ sờ sờ cầm của bản thân một cái. Bất kể lúc này trong đầu đang có ý nghĩa gì, anh ta cũng biết đã biết một lát nữa cũng chỉ có thể xem mà thôi. Hầu tử màu đen bị trúng một đòn đánh lén. Lộ ra vẻ giận đến không kìm được. Nó bắt đầu nhảy bật lên. Bắt lấy con côn kia. Mỗi một lần nhảy lên rồi đáp xuống. Đất đai bốn phía cũng đều bắt đầu rung chuyển, giống như động đất. Bụi đất che trời, sơn băng địa liệt, vào lúc này, thực sự không còn là những từ hình dung khoa trương nữa, mà thật sự là miêu tả khách quan hàng thật giá thật đó hầu tử có vẻ cực kỳ tức giận, bởi vì côn không chỉ bay cao, tốc độ còn rất nhanh, hầu tử nhảy thật nhiều lần, tuy nhiên cũng không bắt được, con côn này lại còn chờ đợi cơ hội đánh lén nó một cái. Phùng tứ bấm tay tính toán thời gian một phen. Nếu ý chí của địa tàng vương Bồ Tát đã hạ xuống đến nơi này, như vậy, chắc mấy vị diêm la kia cũng sắp rồi. Trong chủ thành, mặc dù không có diêm la trấn giữ, nhưng dù sao nó cũng đại diện cho mặt mũi của trung ương âm ti cũng chịu trách nhiệm duy trì sự vận hành và quy tắc của địa ngục cũng không thể nào cứ thực sự nói bỏ là bỏ như vậy được ngược lại như vậy xem ra lần này chết nhiều tuần sứ và phán quan như vậy đợi sau khi mọi chuyện ổn định chắc chắn lại phải mở rộng chiêu mộ rồi đổi một cách khác nói miễn là bản thân còn sống như vậy đợi sau khi chuyện ổn định lại thăng lên chức phán quan thật đúng là một chuyện đương nhiên rồi mà đám bộ đầu ở dưới, tấn thăng lên tuần sứ, cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút. Quỷ cũng không phải mãi mãi không chết, cho dù là đã thành quan sai cũng tương tự như vậy, tuy linh hồn tồn tại được thời gian lâu hơn so với nhục thân, nhưng cũng không thể thoát được vòng tuần hoàng vậy. Nhưng cuộc đời không kéo dài đến trăm năm ở dương gian, đều sẽ rất dễ dàng xuất hiện tình huống bên trên có hố mà bên dưới không có chỗ leo lên, tình huống của phía bên âm ti lại còn nghiêm trọng hơn. Rào Tiếng cầm thét giận dữ. Các đức suy nghĩ của Phùng Tứ. Anh ta nhìn thấy ở tình huống trước mắt. Hầu tử màu đen kia bỗng nhiên nhảy bật lên đến một độ cao kinh khủng còn cao gấp đôi so với trước kia. Giờ khắc này, dường như chỉ cần con hầu tử này tình nguyện, nó có thể tự tay bắt lấy vần huyết nguyệt ở trên bầu trời kia xuống. Nó đã làm được. Nó bắt được con côn kia. Côn phát ra một tiếng thét to đột ngột bị ép buộc kéo từ trên trời xuống sau đó bị con hầu tử màu đen kia hung hăng đặt ở dưới chân ầm ừ. hầu tử màu đen há miệng lộ ra răng nanh sắc bén kinh khủng kia bắt đầu điên cùng cắn xé côn ở bên dưới máu của côn màu vàng dưới sự ngấu nghiến kinh khủng này cơ thể của nó bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn từng sợi phật quan không trọn vẹn bắt đầu tiết ra ngoài trong một lúc Hoa quang bắn ra bốn phía. Khung cảnh này thật đẹp, nhưng cũng ẩn chứa một loại than khóc và thê lương. Rào. Hầu tử màu đen, sau khi xé nát con côn này, hai tay giơ lên, dùng sức đập ở mặt đất. Mà những con hung thú còn sót lại giống như nhận được mệnh lệnh, trở nên càng tàn bạo hơn so với trước kia, trong chủ thành hoàn toàn lâm vào cục diện hỗn loạn. Cũng nhưng vào lúc này, ở hướng tây bắc, một ngọn cờ lớn được dựng lên. Đó là cờ của Tần Quảng Vương. Pháp thân uy nghiêm hùng vĩ xuất hiện trên bầu trời ở hướng Tây Bắc. Mang theo khí thế bàn bạc mặt sức hoành hành. Diêm la. Tra tay. Hầu tử màu đen lau mép một cái. Đứng lên. Cơ thể hơi ngồi sổng xuống. Cẩn thận chuẩn bị cho động tác xông tới trước. Nó như thể không có cảm xúc sợ hãi, cũng không có cảm giác sợ hãi có lẽ sân khấu thực sự đã khác rồi, thời đại cũng thực sự đã khác rồi. Năm đó, nó theo đệ nhất trấn áp các lộ cự bá của địa ngục, có thể nói là phong hoa tuyệt đại, bất khả chiến bại, nhưng hiện tại, chỉ có thể nói, rất nhiều thứ đều đã thay đổi. Thứ không thay đổi, chỉ có bản thân nó mà thôi. Nó vô tới, nó xông tới, xông về phía diêm la cao cao tại thượng giơ nắm đấm của mình lên phùng tứ lặng lẽ đứng lên anh ta cảm giác hẳn là bản thân nên đi ra làm chút gì đó dĩ nhiên anh ta biết rõ chắc chắn bản thân không có năng lực có thể xoay chuyển cục diện gì đó nhưng anh ta cần phải lộ mặt một chút lừa gạt cảm giác tồn tại nếu như ý chí của bồ tát đã tới phía bên diêm la cũng có một vị xuất thủ khung cảnh hỗn loạn này cũng nên đến lúc phải kết thúc rồi chẳng qua là đúng lúc này phùng tứ nhìn thấy một bóng dáng có chút quen mắt dưới sự che chở của một con cự mãn mang theo bụi đất màu đen chạy ra khỏi chủ thành người này hẳn là anh ta biết rất nhanh phùng tứ đã nhớ ra rồi trương lão đầu ha ha quan gia cũ lúc trước khi an bất khởi vẫn còn ở đây anh ta và an bất khởi cũng đã tính kế ông ta không ít nhưng trước mắt đây là tình huống gì tự mãn mang theo bụi đất quả thực có tác dụng che đậy cực tốt trên căn bản đã giúp trương lão đầu hoàn toàn che giấu được cơ thể trương lão đầu một đường chạy tới bên này cực kỳ trùng hợp là ông ta lại cũng chọn trúng thi thể con thằng làng bạch cốt đã chết này ông ta ngừng lại ông ta ở lại ông ta ngồi chồng hổng xuống lồng ngực của ông ta không ngừng phập phồng bạn có thể nhìn thấy rõ ông ta đang rối rắm cũng có thể nhìn ra sự bất đắc dĩ và tự trách của ông ta nhưng ông ta vẫn thở dài lặng lẽ rút ra một cây pháp khí trường mâu màu đen ánh mắt của ông ta nhìn về hướng chủ thành ông ta nhìn thấy diêm la xuất hiện nhìn thấy con hầu tử kia phát động công kích với diêm la ông ta siết chặt trường mâu trong tay ánh mắt bắt đầu từ từ khôi phục sự kiên định chờ sau khi nội tâm khôi phục lại sự bình tĩnh ông ta chợt cảm ứng được gì đó ngẩng đầu lên nhìn về phía một vị trí khác của thằng làng bạch cốt chính là phùng tứ đang đứng ở bên kia anh trương lão đầu nắm trường mâu nhắm ngay phùng tứ lộ ra vẻ mặt rất khẩn trương phùng tứ đưa tay vẫy vẫy tay với với trương lão đầu thật là trùng hợp nha biểu cảm của trương lão đầu không thể xác định được phùng tứ lại tự nhiên thoải mái mà nhảy xuống lòng bàn tay vung lên roi da xuất hiện ở trong tay ngay sau đó biểu tình lại trở nên nghiêm trọng cùng thiết huyết tiến từng bước từng bước về phía của trương lão đầu như thể đồng chí phương xa lại lần nữa gặp nhau chốc lát hơi thở của trương lão đầu trở nên gấp gáp giống như có thể ra tay bất kỳ lúc nào nhưng mà phùng tứ chỉ hơi dừng bước ở trước mặt của trương lão đầu một chút xoay người chỉ về phía chủ thành của âm ty nói chủ thành bị hủy công nghiêm của âm ty tuyệt đối không được pháp xâm phạm Tôi mới chấp hành nhiệm vụ xong và vừa trở về từ Dương Giang. Lúc này, đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau hành động. Giúp âm ti gột rửa tai họa. Âm ti, cần chúng ta. Hứa thanh lãng dừng xe ở cửa tiệm sách, mở cốc sau xe, cầm thức ăn vừa mới mua xuống đi vào trong tiệm. Oanh oanh, lão châu đâu? Hứa thanh lãng hỏi. Châu Trạch còn gửi tin nhắn uy chát cho cậu ta, Nói tối hôm nay đám người lão trương sẽ về Cho nên cậu ta mới cố ý mua thêm đồ ăn Không biết được nha Hình như có chuyện nên bỗng nhiên chạy ra ngoài rồi Ông chủ vừa nói muốn đi tắm Nhưng lúc tôi đi lên mang quần áo xuống Thì ông chủ đã không thấy tâm hơi rồi Hình như bên kia bốc cháy rồi Có thể là đi đến đó đi Hứa thanh lãng đặt đồ xuống Lau mồ hôi, nói Đến đây, oanh oanh Làm trợ thủ cho tôi Được Oanh oanh rất vui vẻ trong tu dưỡng bản thân của người hầu gái đã nói rồi học kỹ năng của địch rồi lấy đó chế địch có lúc quanh oanh thực sự cảm thấy quyển sách tu dưỡng bản thân của người hầu gái này thực sự rất lợi hại thậm chí lý luận của nó còn có thể dùng trong quan hệ quốc tế nữa đấy gan heo này thái mỏng trước sau đó dùng bia rửa sạch tại sao phải dùng bia chứ có thể rửa sạch mùi tanh và máu tốt hơn há được hiểu rồi oanh oanh cầm dao bầu trong tay bắt đầu băm 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 tạm thời không nhắc tới chuyện khác ít nhất kỹ thuật dùng dao của oanh oanh đúng thật là rất tốt sự thuần thục trên phương diện không chế lực độ của cô ấy quả thật khác với người thường đúng rồi hứa nưng lão hứa à sao tôi cảm thấy hình như tôi không còn lạnh như trước nữa đây không phải là chuyện tốt sao ấm áp hơn rồi mới giống như một người sống bình thường chứ hứa thanh lãng cũng có nghe nói một chút chuyện liên quan tới việc cơ thể của oanh oanh thay đổi ngược lại cậu ta lại cảm thấy đây là một chuyện tốt mọi người đều sống ở trong tiệm sách mọi người đều như nhau đều ăn cơm đều uống nước đều ngủ nghỉ thỉnh thoảng có chút cảm xúc đau đầu thì lại được quan tâm một chút đây mới là cuộc sống nếu không một nhà đầy yêu quái còn sống chỉ còn một mình bản thân ăn uống đi ngủ luôn cảm thấy lạnh lẽo đến sợ hãi không đúng nha lúc trước khi tôi còn rất lạnh ông chủ mới thích ở bên cạnh tôi bởi vì ông chủ sợ nóng thích lạnh ha ha đây là sự thật hứa thanh lãng nhớ khi bị cúp điện vào mùa hè năm ngoái tình cờ lão châu không có ở nhà cậu ta và lão đạo quả thực nóng đến không còn cách nào nữa hai người ôm chiếu chạy vào trong phòng của oanh oanh nằm ra đất có hơi lạnh bây giờ có thể cùng đợi ở trong nhà bếp với oanh oanh như thế này thứ có thể cảm giác được vẫn là nhiệt độ ở bếp lửa trong phòng bếp mà phía bên oanh oanh trừ khi bạn đến cực kỳ gần cô ấy nếu không thực sự không cảm giác được nhiệt độ lạnh đến khoa trương giống như lúc trước nữa trên mặt công suất quả thật giảm xuống không ít giống như trước đây ông chủ chỉ cần ở cùng một căn phòng với tôi là đã có thể ngủ thiếp đi rồi bây giờ tôi không lạnh như vậy nữa ông chủ phải dính sát vào với tôi mới có thể cảm giác được loại cảm giác mát lạnh mà anh ấy thích tôi sợ đợi qua thêm một đoạn thời gian nữa tôi hoàn toàn không lạnh nữa có khi nào ông chủ không cần tôi nữa hay không? Tỷ như lúc mới vừa rồi kia, ông chủ muốn ngủ thiếp đi, phải để cho đầu của cô ấy dựa sát vào vai của anh mới được. Không có chuyện gì đâu, chờ đến lúc cô hoàn toàn không lạnh nữa, lão Châu sẽ càng vui vẻ hơn mà mở ra những trò chơi khác, đoán chừng anh ta đã sớm không còn chờ đợi được nữa rồi. À, nhân tiện, cắt củ hành này ra giúp tôi. Được. Ông chủ. Châu Trạch không để ý đến lão đạo ngược lại đưa tay ôm lấy con đại kim mao ở dưới chân chó cảm giác trên một vài phương diện của chúng quả thật càng nhạy bén hơn so với con người lúc này con kim mao được châu trạch bế lên thật là bị dọa sợ đến mức co thành một cục nhỏ xíu cơ thể còn đang hơi run rẩy nữa chuyện này lão đạo đưa tay chỉ vào cô gái vừa mới bị ông chủ nhà mình đạp ngất đi cô ta sẽ để cho chó của lời của châu trạch còn chưa nói hết lúc này ánh mắt chợt đông lại một phen kim mau trong tay cũng bị anh quăng xuống sau đó một phát bắt được tay của lão đạo cơ thể nhanh chóng lộn người tránh đi ông một ngọn lửa màu xanh lam kinh cũng trực tiếp ập tới ngọn lửa lớn vốn đang cháy một cách bình thường ở bên dưới và khoảnh khắc ngọn lửa màu xanh lam kia xuất hiện giống như là bị rút sạch cảm giác tồn tại bị dập tắt trong nháy mắt ngọn lửa màu xanh lam gần như là đi lướt qua châu trạch và lão đạo ngược lại lại không tạo thành tổn thương gì với cô gái đang ngất xỉu và con kim mau ở trước mặt kia dường như là nó có ý thức thuộc về mình chỉ thiêu đốt mục tiêu mà nó phải thiêu đốt mà thôi châu trạch không hề có chút do dự nào sau khi bắt lấy cơ thể của lão đạo tránh thoát được một lần lại thuận thế đụng nát cửa sổ thủy tinh ở phía sau của căn phòng này rồi nhảy ra ngoài móng tay vạch ra một đường tia lửa ở trên tường chờ đến lúc tới được mặt đất tốc độ cũng đã chậm lại dưới chân hai người là một vườn hoa nhỏ ở phía sau tòa nhà đang bốc cháy ở trước mặt cách đó không xa còn có một hồ bơi của khu nhà chẳng qua là hiện tại hồ bơi cũng không mở bên trong cũng không có nước ông chủ thứ mới vừa rồi là gì vậy quá dọa người rồi lão đạo cũng nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lam kia ông ta cũng biết ngọn lửa này tuyệt đối không tầm thường cái loại cảm giác vừa xuất hiện là đã có thể khiến sâu thẳm trong linh hồn của con người run rẩy như vậy thật sự là quá đáng sợ rồi tôi cũng không biết trước tiên ông đứng nguyên ở đây đừng di chuyển tôi sẽ đi qua gặp cái thứ kia lúc trước trong bụng còn còn chút bất mãn với lão đạo nhưng đương nhiên lúc này không phải là thời điểm để so đo trong phạm vi thông thành lại còn có người dám ra tay đánh lén với anh thật đúng là chán sống rồi chẳng qua là dường như ông chủ châu không hài lòng với thái độ của đối phương bởi vì đối phương căn bản cũng không muốn đánh lén cũng không lo lắng tới chuyện ông châu đi tìm nó bởi vì đối phương đã chủ động xuất hiện rồi bùn đất trong vườn hoa dưới chân bỗng nhiên truyền ra ánh sáng màu xanh lúc này hai người bọn họ giống như là đang đứng ở trên đỉnh của một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào vậy ông chủ châu không có chút chần chừ nào năm móng tay trên bàn tay phải hoàn toàn dài ra trực tiếp cắm vào bên trong mặt đất năm sợi xích màu đen hiện ra giống như là một tấm lưới, trực tiếp hoàn toàn khóa chặt mặt đất ở dưới chân mình. Cái nắp sắp bị lật ở bên dưới, mà ông chủ Châu làm vậy đã tương đương với việc lại dán cho nó thêm một lớp băng dán rồi. Làm xong những chuyện này, Châu trạch ngẩng đầu lên, nhìn lên phía trên. Một người giấy đang từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, cùng rơi xuống đất với ông ta. Còn có một loại uy áp hào hùng, phản phất như vạn vật ở trên thế gian này đều nhỏ bé như hạt bụi, bất kỳ ý chí nào ở trước mặt ông ta, hoặc là thần phục, hoặc là phải bị hủy diệt. Vào lúc này, đầu gối của Châu Trạch phải thừa nhận một loại áp lực cực lớn. Nhưng anh vẫn kiên trì đứng ở đó. Lúc trước khi xảy ra sự kiện Bạch phu nhân kia, cửa của tiệm sách bị nổ ra một cái hố, bên trong có một con búp bê hình như có chút liên quan với tiên, hoặc ít nhất là cũng mang theo chút tiên khí, lúc đó ông chủ Châu còn không quỳ lúc này sao có thế quỳ được nhưng lão đạo ở bên cạnh lại không giống cũng không biết là do áp lực quá lớn hay là nguyên nhân gì khác cốc tiếng động khi lão đạo quỳ xuống dòng vang đến bất thường cũng nghiêm chỉnh đến bất thường độ cao của người giấy đang hạ xuống khí thế này bắt đầu trở nên kịch liệt hơn giống như thủy triều dân châu trạch nghiến chặt hàm răng tay trái vuốt một trảo lên báo chí Ầm. mấy sợi xích sắc màu đen vọc lại lại không thể đụng tới thân thể của người giấy thì đã trực tiếp tiêu tan nhưng thân thể của người giấy cũng vì vậy bị thay đổi quỹ đạo trượt xuống phía bên kia cuối cùng bay lơ lửng rồi đáp xuống ở vị trí 10 m trước mặt châu trạch từ trên người một người giấy nho nhỏ nếu như bạn nói có thể nhìn ra được dáng vẻ phong thần anh tuấn gì đó hoặc là phong thái phiêu dật gì đó vậy chắc chắn là giả rồi nhưng đúng là từ trên người một người giấy nho nhỏ. Trên người nó lại có thể toát ra khí thế khiến cho ông Chủ Châu cũng cảm thấy Alexander. PS Alexander ngôn ngữ mạng chỉ áp lực như núi. Chuyện này cũng đủ kinh người rồi. Người giấy có linh tính, mặc dù mắt của nó là được chấm lên, nhưng bạn thật sự có thể cảm giác được ánh mắt của nó đang di chuyển, giờ khắc này, ánh mắt của nó đã rời khỏi trên người Châu Trạch, chuyển xuống trên người lão đạo đang quỳ rạp ở trên đất. Lúc này lão đạo chỉ cảm giác trong đầu mình đang có sấm chớp cuồn cuộn ầm ầm vang dội chỉ cảm thấy thật khó chịu hoàn toàn không còn nghe được động tĩnh ở bên ngoài nữa rồi thậm chí đôi mắt cũng đang bắt đầu tối đi cách lúc hoàn toàn ngất xỉu chỉ còn một chút nữa mà thôi tuy nói vẫn luôn đề phòng nhưng châu trạch lại phát hiện cảm xúc của người giấy đang lộ ra một cách rất rõ ràng đối phương cũng không có ý định che giấu gì đó dường như căn bản là khinh thường phải làm như vậy bởi vì có lúc che giấu bản thân chính là một loại cơ chế tự bảo vệ nhưng hiển nhiên là đối phương không có bạn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng loại cảm xúc này thất vọng tức giận bi ai giận lòng không tranh của người mà hiện tại đối phương đang bộc lộ ra ngoài cảm xúc để lộ ra thực sự quá phức tạp rốt cuộc làm sao lại có loại cảm xúc như thế này phế vật giọng nói của người giấy truyền tới giống như là được ngưng tụ từ trong không khí vậy đôi mắt của ông chủ châu hiếp lại một phen đối phương là đang mắng lão đạo sao nếu là mắng lão đạo mà nói vậy vị này chính là chẳng qua là ngọn lửa mới vừa rồi là có ý gì là phương thức chào hỏi sao nhưng nếu như đối phương đã hiện thân ngược lại ông chủ châu cũng thu lại một chút dáng vẻ đối địch mở miệng nói nếu như ngài đã tới vậy thì mau cứu ông ta đi nếu không thì tôi phải biến ông ta thành thành cương tại sao tôi lại phải đi cứu một tên phế vật không phải là ngày tới để cứu ông ta sao ông chủ châu kinh ngạc lập tức tiếp tục hỏi tuổi thọ đã cướp được trước đó cùng với hai người chuyển phát nhanh kia là người chết theo cùng với áo liệm mà thôi đến cuối cùng thì nó cũng là truyền nhân của phủ quân nhất mạch cho dù có chết cũng phải có thể diện của nó lần này rốt cuộc ông chủ châu cũng đã hiểu rõ của loại cảm xúc phức tạp mà đối phương đã để lộ ra trước đó cảm giác có chút giống như chu nguyên chương sống lại nhìn chu do kiểm và chu do hiệu hoặc là nổ nhĩ cáp xích hoặc là hoàng thái cực nhìn quan tự và phổ nghi vậy ps chu nguyên chương là người sáng lập triều đại nhà minh chu do kiểm kế thừa ngôi của chu do hiệu và là vị hoàng đế cuối cùng của minh triều nổ nhĩ cáp xích là cha của hoàng thái cực là những người xây dựng nền móng cho triều thanh phổ nghi kế vị quan tự và là vị vua cuối cùng của triều mãn thanh thật đúng là như vậy cái loại tư thế hận không thể vác đao chém chết loại con cháu vô lương tâm như thế này. Chẳng qua, cuối cùng thì đây cũng là chuyện nhà của người ta. Ông chủ châu chỉ có thể nói. Xin ngài bớt giận, xin bớt giận, cho dù ông ta có không nên người đến mức nào đi chăng nữa, cho dù đã bỏ lỡ mất gì đi nữa, cũng là xương gãy thì gân vẫn còn liền với ngài mà phải không? Hơn nữa, ngài cũng không cần phải ra tay giết ông ta để trút giận, thật ra thì ông ta cũng sắp xong rồi, đã mắc phải bệnh nan y rồi người giấy ở bên kia bỗng nhiên phát ra tiếng cười trốn thì cứ trốn đi mang theo đạo chính thống cùng bỏ trốn chết thì chết đi còn muốn theo đạo chính thống cùng chết người chết hồn vẫn tiếp tục thân mất đạo vẫn còn truyền mạng không còn thần vẫn còn mãi thái sơn nhất mạch chúng tôi rốt cuộc đã thiếu nợ gì đứa trẻ chẳng ra gì này chứ để rồi nó nhất định phải ném cơ nghiệp của tổ tiên đi Tống tán công sức mấy đời của Thái Sơn nhất mạch Bây giờ Lại cố ý kéo theo đạo chính thống cùng nhau biến mất Hoàn toàn chặt đứt mọi hy vọng hồi sinh của Thái Sơn Nghe được những lời này Ông chủ châu cũng sửng sốt một chút Mẹ nó chứ Lúc trước chỉ từng nghe An Bất Khởi nói qua Vị phủ quân đời cuối cùng kia là bị địa tàng vương Bồ Tát lừa gạt Ném Giang Sơn chơi trò mất tích Kết quả lại không chỉ đơn giản như vậy đây là do lừa gạt đại pháp của địa tàng vương Bồ Tát thực sự trâu bò như vậy hay là do lão đạo thật sự là thiếu chút lòng dạ, bị dao động đến mức thẳng tay như vậy? Việc này là bản thân tự đào mộ tổ tiên nhà mình, chặt đứt phong thủy nhà mình nha. Ông chủ châu không thể không nghiêng đầu nhìn lão đạo người đang quỳ gối ở dưới mà không hề biết chút gì về tất cả những chuyện bên ngoài, nhìn một chút. Cảm khái nói, thật giống như, thật đúng là có chút quá đáng nha rất nhiều người vào lúc gia đạo nhà mình sa sút bất kể là thật lòng hay là giả dối cũng sẽ theo bản năng mà kêu lên thẹn với liệt tổ liệt tông mà hoặc sau này đi xuống sao tôi có thể nhìn mặt cha anh đây khả năng cao hơn thì đây chỉ là một loại biện pháp tự khơi thông tâm trạng mà thôi rốt cuộc có tin hay không ai cũng không biết được dù sao phần lớn tổ tiên của mọi người cũng đều không có loại năng lực đang ở trong địa ngục bỗng nhiên nhảy nhót tới dương gian rồi lão tử chém chết đứa con phá của như mày mà Chuyện này giống như là sự tức giận đối với cho cốt trộn cơm của ông chủ châu lúc ban đầu, cũng không phải ai cũng có thể gặp được, có thể gặp được loại đau khổ này, thật ra thì cũng coi là một niềm hạnh phúc. Giả như thi thể của bạn bị thiêu, nhưng bạn vẫn còn sống, hoặc giả như những người đi trước của bạn thực sự trở về gặp bạn, à, dĩ nhiên, tiền đề là bạn không phải một đứa con phá của. Nhưng bây giờ người đã đến, cho dù là đến lúc này, Châu Trạch cũng không biết được vị đang ở trước mặt này, rốt cuộc là đời thứ mấy trong lòng anh chỉ có thể cầu nguyện tốt nhất không phải là đệ nhất cũng giống như quy luật rằng trên cơ bản hoàng đế lập quốc đều là người mạnh mẽ nhất khả năng cao thì chắc đệ nhất phủ quân cũng là vị phủ quân mạnh nhất trong các đời đi về những lời mà vị phủ quân này đã nói châu trạch cũng nghe đến mức có một loại cảm giác là lão đạo thực sự nên bị đế dày đập chết tổ tiên đánh hạ được một mảnh nhỏ gian sơn kia bộ dễ dàng lắm sao bị ông quan vào đường cùng ông đó có mưu đồ gì chứ? Chẳng qua là, lúc người giấy trước mặt kia lại lần nữa ngưng tụ ra một ngọn lửa màu xanh lam, sắp phóng về phía lão đạo. Ông chủ Châu vẫn bật sang một bước, chắn ở trước người của lão đạo. Dường như người giấy cũng không quá ngạc nhiên đối với hành động này của ông chủ Châu, chẳng qua là khí thế của ông ta lại đang trở nên càng âm trầm hơn trước. Thật ra thì nếu không phải châu trạch vào mỗi lúc có chuyện hay không có chuyện gì thì lại bị kéo vào sâu trong linh hồn đi ngắm u minh chi hải một chút rồi lại thưởng thức vương tọa bạch cốt một phen quả thật cũng vì vậy mà tầm nhìn được nâng cao hơn rất nhiều thì có lẽ dưới khí tràn của vị trước mắt này thực sự sẽ khẩn trương luống cuốn đến mức không nói nên lời đi giống như là người bình thường đừng nói tới chuyện nhìn thấy người lãnh đạo quốc gia rồi chỉ là gặp mấy vị như thị trưởng hay sở trưởng sở cảnh sát thôi cũng sẽ cảm thấy áp lực như núi theo lý thuyết, đây là chuyện nhà của ngài, tôi không nên xen vào, nhưng dù sao ông ta cũng là nhân viên dưới tay của tôi. Phế vật, làm nô cho người. Là nhân viên. Anh cảm thấy, anh xứng sao? Nghe nói như vậy. Trong lòng Châu Trạch đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái, thành thật mà nói, ngay từ đầu, ngược lại anh không cảm thấy có chuyện gì cả, nhưng duy chỉ có đến chỗ này, cảm giác có điểm không đúng. Vị phủ quân này cũng không nhìn ra thân phận của anh. Là do dạo này thiết hàm hàm ăn uống không tệ, bồi bổ đến rất được, cho nên năng lực che giấu mạnh hơn, hay là do vị phủ quân này, bản thân ông ta chỉ là nửa thùng nước mà thôi. Lúc đối mặt với cường giả thực sự, nhất là khi đối mặt với kiểu người nắm giữ đời trước của địa ngục như phủ quân này, nhất định bạn sẽ hình dung ông ta trở nên rất vĩ đại, cũng không phải ông chủ châu đang nghĩ tới những chuyện cực kỳ vĩ đại thông thường bọn họ đều có thể lộ ra một loại cảm giác gần như không gì không biết như thể bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể biết hết mọi bí mật của bạn nhưng mới vừa rồi vị này lại hỏi ngược lại chuyện này tương đương với việc đã cắt giảm một phần lớn loại kính sợ dành cho ông ta ở trong lòng ông chủ châu thì ra là vậy ngài cũng là một kẻ mù sao nói đến chỗ này mọi người đều là chưa hoàn thiện nếu không phải là ngài chưa hoàn thiện, một vị thân là phủ quân đời trước như ngài đây, bây giờ hẳn là sẽ không chạy đến nơi này đánh giết dạy dỗ đứa con cháu vô lương tâm nhà mình, mà là sẽ trực tiếp trở về địa ngục tìm đám người địa tàng vương Bồ Tát mà liều mạng rồi, đoạt lại tất cả mọi thứ trước đây của dòng tộc mình. Ngược lại đều là hổ lạc xuống đồng bằng. So với doanh câu, người vẫn luôn bồi bổ chờ khôi phục. Có lẽ phần thực lực đã khôi phục được của vị trước mắt này vẫn kém xa anh ấy ngọn lửa màu xanh lam lại lần nữa bốc lên tạo thành một vòng tròn ngăn cách với bốn phía ở bên trong vòng tròn này dường như linh hồn của bạn cũng có thể cảm nhận được cảm giác bị thiêu đốt có chút giống với cảm giác say thuốc khi hút thuốc lá cảm giác ý thức của mình cũng sắp lân lân rồi bay đến quá cao thì sẽ bay đến không còn nữa tránh ra trong giọng nói của người giấy mang theo một loại cao cao tại thượng bất khả xâm phạm đây không phải là đang đe dọa mà là tối hậu thư châu trạch lại cúi đầu nhìn lão đạo một chút ông ta vẫn đang cực kỳ thống khổ quỳ rạp ở dưới đất hoàn toàn không biết được rốt cuộc bên ngoài đang có chuyện gì diễn ra ngay sau đó lại đối mặt với người giấy ở trước mặt lắc lắc cổ tay ánh mắt có chút phát lạnh ngay sau đó ông chủ châu bỗng nhiên nghĩ tới thủ ấn mà trước đó hứa thanh lãng vừa mới dạy cho mình anh cảm thấy cái thủ ấn này đặt ở trong tình cảnh hiện tại sẽ có được hiệu quả tốt nhất thắng được thiên ngôn vạn ngữ ông chủ châu thực hiện ngay thủ ấn kia ngón giữa biển lửa sôi trào rất hiển nhiên vị phủ quân này dường như cũng không bởi vì vô số năm tháng yên lặng mà trở nên già lú lẫn ông ta lại nhận ra cái thủ ấn này ngọn lửa màu xanh lam tựa như sóng biển gào thét xông tới mười móng tay của ông chủ châu mọc dài ra mười sợi xích màu đen phong tỏa ngăn cản bốn phía ngăn chặn ngọn lửa màu đen này lại cũng khiến cho bản thân ông chủ châu cộng thêm lão đạo, cùng được bảo hộ ở bên trong. Vừa giao thủ một phen. Sau khi thoát khỏi áp lực do loại cảm giác câu nệ ngay từ đầu cùng với áp lực do cảm giác thần bí của đối phương mang tới. Châu Trạch đột nhiên cảm giác được. Phủ quân. Hình như cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng rất nhanh. Thì đã bị vả mặt. Rõ ràng mới vừa rồi xiền xích màu đen của anh đã ngăn cản được ngọn lửa kia lại bị hòa tan trong một chớp mắt. Mà những xiền xích được ngưng tụ từ sát khí cương thi kia, lại giống như đã trở thành vật liệu dẫn cháy giúp tăng khí thế ngọn lửa, bên trong màu xanh lam, dường như có bóng dáng của một con rồng đang bay lượn, sau đó há miệng, xông về phía ông chủ châu. A a a a Lão đạo kêu lên. Ông ta vẫn luôn quỳ ở dưới đất ôm lấy đầu của mình. Ông ta hoàn toàn không biết bên ngoài đang phát sinh chuyện gì. Nhưng vào lúc này, có một loại cảm giác bất an bắt đầu điên cuồng tràn lan ở trong nội tâm của ông ta. Cho tới khi khiến cho tâm thần ông ta bắt đầu thất thủ, ý thức cũng bị sự sợ hãi khống chế. Châu Trạch cắn răng. Trong ánh mắt, bắt đầu có hào quang màu đen bắt đầu lưu chuyển. Đè nén. Cáo kỉnh. Tàn bạo. Nguyền rủa, Tai ách. Các loại thuộc tính tiêu cực thuộc về cương thi bắt đầu tăng vọt. Hai tay ông chủ châu đưa về phía trước Vào lúc này, ngọn lửa màu xanh lam kinh khủng kia lại giống như vật chất thông thường Bị châu trạch bắt được Ngay sau đó Trăng nanh của cương thi cắn lên ầm uhm, Một màn rất khoa trương, một màn rất khiến cho người ta kinh ngạc Song phương giống như là đại sư tranh sơn dầu thuộc trường phái tự do Giữa hư và thật Dường như mọi logic đều trở nên vô nghĩa Sự thật cũng đúng là như vậy chuyện này quả thật là không cần logic bởi vì vị trước mắt này cũng không phải là phủ quân chân chính người năm đó đã đứng ở đỉnh của địa ngục chẳng qua chỉ là một mảnh tàn hồn mạnh thì đương nhiên là có mạnh thật nhưng thực lực cụ thể của ông ta thật ra thì đã không sót lại gì nữa nếu không cũng không thể nào ở mức độ như hiện tại được hiện tại song phương càng thay đổi nhiều hơn xây đạo tràng bên trong vỏ ốc thủ đoạn đơn giản thứ ẩn chứa trong đó lại là sự so đấu của mọi người về sức mạnh về lý tưởng thậm chí là nghị lực bản thân giống như là hai vị đại sư về quân sự đang đứng ở trước sa bàn tiến hành diễn luyện mô phỏng thế công và thủ nhìn như bố trí đơn giản nhưng trong đầu song phương lại đang có thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau kinh nghiệm của phủ quân chắc chắn là rất phong phú không quan tâm có phải đệ nhất hay không thậm chí nếu như lão đạo có là vị phủ quân đời cuối cùng Tin tưởng vào lúc đó, khi ông ta vẫn còn là phủ quân, cũng tuyệt đối không phải hạng đơn giản, nếu không, lúc trước địa tàng vương Bồ Tát cũng không cần phải đi lừa gạt ông ta, trực tiếp bóp chết ông ta chẳng phải càng dứt khoát hơn sao. Ông chủ châu là người của hai thế giới, thời gian sống được vẫn chưa tới 40 năm, so sánh với những đại nhân vật cao cao tại thượng kia, gần như là không đáng nhắc tới. Nhưng ở chỗ ông chủ châu có toàn bộ kinh nghiệm mà trước đó nửa gương mặt đã trao tặng cho anh nửa gương mặt năm đó thế nhưng là một vị trâu bò có thể đánh bật lại doanh câu tự bản thân độc lập đi ra ngoài đồng thời còn hố được phần tích góp khôi phục trong suốt mấy ngàn năm của doanh câu đấy có thể nói anh ta chính là lão đại của giới chó giữ cửa ông chủ châu coi như là đứng ở trên vai anh ta nhìn anh ta đấu pháp với vị phủ quân đại nhân này ngọn lửa bị xé toạt giống như là biết đau đớn vậy bắt đầu kịch liệt co rút lại cơ thể của ông chủ châu thì đang lao về phía trước giống như là muốn xông phá ngọn lửa này tách nó ra đỉnh đầu của người giấy xuất hiện hư ảnh của một thanh kiếm nhỏ lúc trước thật ra thì hạng bạc còn thảm hơn doanh câu nhưng dù sao người ta cũng là con gái của hoàng đế dù là thảm đến như vậy trên người cũng không thiếu những vật kề cận bên người đương nhiên phủ quân cũng giống như vậy những người ở loại cấp bậc này muốn chết thật ra thì rất khó muốn chết đến sạch sẽ gọn gàng cũng rất khó. Bên trong thanh kiếm nhỏ, ẩn chứa một luồng kiếm khí kinh khủng. Phản phất như tất cả mọi tai họa đều chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục ở trước mặt nó. Lúc thanh kiếm này xuất hiện, Châu Trạch đang nghe truyện trên TV audio CV dừng bước. Hai tay của Châu Trạch bắt đầu mò mẫm ở trên người mình. Sờ tới sờ lui. Sờ qua sờ lại. Như thể nếu như người giấy ở đối diện lấy món pháp khí gì ra, phía bên mình cũng phải tìm ra một món đồ tương tự như vậy để chào hỏi nhưng rất đáng tiếc bên cạnh ông chủ châu mấy thứ đồ chơi lộn xộn quả thật không ít nhưng đeo ở trên người cũng chỉ có một chiếc nhẫn thanh đồng kia nhưng đây chẳng qua chỉ có tác dụng làm kết giới không phải là dùng để đánh người chuyện này thì xấu hổ quá rồi lúng túng đến mức ý thức bản thân ông chủ châu cũng tự xông ra ngoài đây là một trận đánh nhau đấy tự nhiên lại đi sờ cái gì mà sờ chứ. Vèo. Kiếm khí xông tới. Ông chủ châu không thể không hủy bỏ đi nhân cách nửa gương mặt. Mới vừa rồi còn đánh rất tốt. Nhưng bây giờ đột nhiên cảm giác có chút không đáng tin cậy. Nhưng vào lúc này, bàn tay của ông chủ châu bỗng nhiên lật lên một phen. Cơ thể của lão đạo lệch đi một chút, ngã trầm trên mặt đất, mà vị trí ngực của lão đạo có một cục gì đó được bởi đủ loại túi ni lông và vải vóc bao thành mấy lớp rơi vào trong tay châu trạch sau khi ngã xuống lão đạo nhắm hai mắt mắng một câu kíp 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 cha anh ngay sau đó hoàn toàn ngất đi có lẽ đợi sau khi lão đạo tỉnh lại ông ta cũng chỉ nhớ được hình như bản thân đã mơ một cơn ác mộng vẫn phần cụ thể là có gì trong ác mộng thì lại không rõ lắm đi rốt cuộc thì đồ chơi này là thứ gì chứ ngay cả bản thân ông chủ châu cũng không phản ứng kịp, chẳng qua cứ vậy mà ném đi thôi. Kiếm khí rất cường đại. Trực tiếp phá vỡ từng lớp từng lớp bao bọc nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh của cái cục kia. Trong lúc nhất thời, vải vóc bay loạn, ni lông văng khắp nơi. Sau khi lớp vải cuốn chân của lão thái thái, cuốn trái ba vòng phải ba vòng kia bị chém mở. Một tấm gương cổ xưa xuất hiện ở nơi này. Đối mặt với người giấy cũng đối mặt với một kiếm với khí thế hung hiểm kia. Ông! Trong nháy mắt, kiếm khí lại bị mặt gương phản xạ ngược trở về. Sau đó, trực tiếp xuyên thủng cơ thể của người giấy. Đánh ra một lỗ thủng thật to ở trên người của người giấy. Người giấy bị biến cố đột nhiên xuất hiện này đánh đến mức có chút ngẩn ra. Ông chủ châu cũng bỗng nhiên biết được nguyên nhân tại sao mới vừa rồi nhân cách nửa gương mặt lại sờ tới sờ lui. Cố ý liếm môi một cái có chút miễn cười. Lão đạo à lão đạo. Lần này, ông thực sự. Ít 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 cha ông rồi. Hoán đổi nhân cách. Là một loại cảm giác rất đặc thù. Nhất là nhân cách nửa gương mặt hoàn toàn khác với nhân cách doanh câu. Doanh câu là một người hoàn toàn có ý thức của bản thân. Mà lúc trước nửa gương mặt đã tự mình hoàn toàn cởi bỏ ý thức của bản thân, đơn thuần chủ động để cho châu trạch đi cắn nuốt. Cho nên, Lúc doanh câu nắm giữ bộ thân thể này, anh ấy làm gì, anh ấy muốn cái gì, đều có loại tư duy logic hoàn chỉnh thuộc về anh ấy, mà nhân cách nửa gương mặt lại có vẻ hơi, giáo điều một chút. Lúc người giấy vừa mới phát ra kiếm khí, nhân cách nửa gương mặt cảm giác bên người mình có đồ vật có thể khắc chế được nó. Nhưng thứ đó lại không ở trên người anh ta. Cảm giác giống như ông chủ châu đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách nhà mình, nhìn robot quét nhà đang làm việc của nó, sau đó con robot quét nhà này lại đập vào góc tường bên kia mà không ra được cũng may kết quả cuối cùng vẫn rất tốt kiếm khí kinh khủng kia tới như thế nào thì về như thế ấy thậm chí ông chủ châu còn đang mong đợi nếu như cứ vậy mà kết thúc vậy cũng rất tốt nhưng rất hiển nhiên chuyện còn chưa kết thúc bởi vì kiếm khí chỉ để lại một cái lỗ ở trên người của người giấy thật sự chỉ là một cái lỗ không còn tổn thương gì khác, ngoài ra cũng không để lại gì đặc biệt cả. Vốn dĩ người giấy cũng không phải là người. Có đâm ra được một cái lỗ. Thì khác chỗ nào sao? Anh có biết tại sao tôi phải giết nó không? Người giấy hỏi. Ông chủ châu rất ghét loại cảm giác này, đã đánh nhau thì cứ đánh đi, đang đánh mà cứ đột nhiên phải nói làm gì chứ. Có một thời gian oanh oanh rất si mê manga Nhật Bản. Còn nhổ nước bọc nói với châu trạch có phải trong rất nhiều manga nhật bản đều dùng cách nói chuyện và hồi ức để kết thúc mấy thứ nội dung không liên quan ở trong không vậy mà đến ở đây cũng giống như vậy muốn đánh thì đánh đi cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy chứ giống như cách nói chuyện ngoại giao vừa vô dụng lại chính thức dựa vào đối thoại giải quyết vấn đề thật ra thì tất cả mọi người đều hiểu rõ có rắm thì thả không được sao làm sao tôi biết được tại sao ông lại muốn giết lão đạo chứ chẳng lẽ còn là vì tôi sao? Tán Tay của người giấy bắt đầu hạ thấp xuống. Cùng lúc đó, hư ảnh của một tòa núi cao nguy nga xuất hiện ở người giấy sau lưng. Ông chủ châu rất quen với hư ảnh này. Bởi vì thường xuyên nhìn thấy. Lúc trước khi thiết hàm hàm ngủ say, anh còn dùng ngọn núi này để đập hết vô số tượng sáp mà thiết hàm hàm thu thập trong vô số năm qua đấy. Hơn nữa, châu trạch cũng chú ý tới hư ảnh thái sơn ở sau lưng người giấy cũng đang khô héo đang tan vỡ không còn là loại cảm giác bao la xanh ngắt như trước kia nữa nhiều hơn lại là sự hoang tàn và vắng lặng thái sơn nhất mạch thật sự bước đến cuối cùng rồi sao mà tất cả những chuyện này đều là lão đạo gây ra sao có lúc ông chủ châu thực sự không muốn lừa gạt lão đạo nữa muốn nói hết chân tướng cho ông ta biết sau đó sẽ nói nếu như ông không muốn những thứ đó nữa ông có thể cho tôi mà nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi trước cuộc lão đạo có biết rõ thân phận của mình hay không dường như cũng không có gì khác nhau cả cũng không thể nào một giây trước anh vừa nói cho ông ta biết người ta là phủ quân một giây sau là ông ta đã có thể trực tiếp phi thăng lên trời được nói không chừng lại còn xem chuyện này là trò cười sau đó nhân chút thời gian còn sót lại của bản thân đi an ủi mấy đại muội tử nữa đấy ông chủ châu thối lui ra khỏi trạng thái nhân cách nửa gương mặt bắt đầu chuẩn bị kêu gọi thái sơn ở sâu trong linh hồn của mình ông có núi tôi cũng có đến đi chẳng qua là chỉ chơi trò đụng trứng gà thôi mà nhưng ngay lúc này giọng nói của doanh câu vang lên ở trong đáy lòng của châu trạch anh muốn tìm chết châu trạch cảm giác rất rõ ràng lúc thái sơn ở sâu trong linh hồn của anh nhận được lời kêu gọi của anh trung rẫy một chút nhưng ngay sau đó lại bị người nào đó cưỡng ép đè xuống ông chủ châu không còn gì để nói tôi đang đánh nhau ở bên này anh lại ở đằng sau kéo chân tôi ngọn núi này nghe anh hay là nghe ông ta đúng vậy châu trạch đã hiểu ra cũng đúng tuy nói không biết tại sao hư ảnh thái sơn này lại xuất hiện ở sâu trong linh hồn của anh vào lúc đầu khi anh và doanh câu còn đang xào xáo nó lại còn giúp anh nhiều lần châu trách nghĩ tới một khả năng có lẽ đây chính là tiền trọ cho lão đạo ở lại nơi này của anh nhưng nàng nói vạn nói tòa thái sơn này cuối cùng thì nó vẫn là nhà của bọn họ bây giờ mình lại cầm đồ tổ truyền của người ta đi đánh nhau với người ta chờ sau khi anh dời tòa thái sơn này ra khỏi nơi sâu trong linh hồn của mình khả năng cao là tòa hư ảnh thái sơn này sẽ trực tiếp trở mặt trấn áp anh đi đây mới thật sự là vác đá đập chân của mình đấy như thế này đi vì lý do an toàn anh tới đi độ khó của trò chơi lần này có hơi cao một chút một nhân vật nhỏ tầm thường ông chủ châu có thể thuận tay giải quyết thì sẽ giải quyết luôn cá hơi lớn hơn một chút bây giờ ông chủ châu thực sự lười đi liều mạng đến mức thương tích đầy người nữa rồi ngược lại thì mở cửa thả doanh câu không dùng thì sẽ uổng phí trong một khoảng thời gian rất dài có lẽ doanh câu đã phát hiện hoặc là vẫn còn chưa phát hiện thật ra thì anh ấy lại càng giống một con chó dữ mà châu trạch nuôi hơn lúc đụng trúng đối thủ thực sự thì thường đều để cho anh ấy đi ra cắn người không châu trạch sửng sốt một chút chữ không này là có ý gì không có chuyện gì tuy nói đây là thân thích của lão đạo tuy nói hiện tại người này đã không còn sót lại mất lạng thịt nữa nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa mà ăn ông ta một lần dù sao hiệu quả cũng tốt hơn ăn đầu heo của hào trư chứ. Hơn nữa, lão đạo cũng sẽ không ngại, tổ tông của ông ta cũng đã muốn giết ông ta rồi, chúng ta làm như vậy là để cứu ông ta, đối với những chuyện chúng ta đã làm với tổ tiên của ông ta, ông ta cũng có thể nghĩ thoáng, lão đạo là một người hiểu chuyện. Lúc này còn không biết lão đạo đã ngõm hay chưa nữa, chờ đến khi ông ta biết được cũng không biết là lúc nào, thậm chí, có khi ông ta thực sự không biết cũng không chừng. Không, ăn này đây chính là anh không đúng đấy tàn hồn của phủ quân đó nha hiện giờ miệng của anh đã kén ăn đến vậy rồi sao có ăn cũng là không tệ rồi ngại bẩn đừng có kiếm cớ anh đi ra nhanh lên một chút đi ngọn núi này cũng sắp ập lên mặt chúng ta rồi ngọn núi này quả thật là sắp đập lên trên đầu châu trạch rồi ông chủ châu không thể không gian hai tay ra dùng khí lực cương thi của mình để gắn gượng chống đỡ Bên trên rất nặng, không ngừng đè ép xuống thân thể và linh hồn của anh. Châu Trạch có thể cảm giác được cơ thể của mình đã phát ra một trận rắc rắc, cảm giác giống như căn nhà bê tông cốt thép đang vặn vẹo biến dạng, có thể sập đổ bất kỳ lúc nào. Chuyện này rất buồn cười. Anh ở đây sắp bị tòa hư ảnh Thái Sơn này ép đến vỡ nát rồi. Kết quả doanh câu ở bên trong vẫn còn vẫn còn đang rối rắm tranh cãi với anh về chuyện thịt có ngon hay không. Này thật sự sắp chịu không nổi nữa sắp chết rồi đấy anh có thể làm được lúc này hình như không phải là lúc thích hợp để bơm canh gà đâu anh có thể nếu như anh đặc biệt không chịu ra tôi sẽ thả tay ngay chúng ta cùng nhau bị đập chết luôn đi có được hay không làm đi châu trạch đúng là dùng cái chuyện chết đi này để uy hiếp doanh câu hình như thực sự không có tác dụng gì ban đầu doanh câu là vì mặt mũi mà ép cho thằng bé trai giết mình nếu không phải là do thằng bé trai cũng coi như là cung kính với tổ có lẽ hiện tại cỏ trên mộ phần của ông chủ châu đã rất cao rồi này thực sự rất mệt đấy là rất mệt nhưng cũng không tới mức độ thực sự không kiên trì nổi nói cho cùng vẫn là do lười có chút giống với khi ở nhà trọ tất cả mọi người đều đã lên giường bạn đẩy anh ta anh ta đẩy bạn Chính là không có ai tình nguyện đi xuống lần nữa thôi Chẳng qua là Thực sự không biết doanh câu bên kia đang lên cơn gì mà không muốn đi ra Ông chủ châu vẫn thật sự không dám tiếp tục chơi trò vò đã mẻ lại còn sức như vậy nữa Rào Tiếng gầm giận dữ phát ra từ trong cổ họng của từ châu trạch Cơ thể châu trạch hơi lui về phía sau một chút Giờ hai cánh tay lên đẩy về phía trước một cái ầm. Uhm. Sâu trong linh hồn truyền đến một tiếng đổ tung, thái sơn bị xóa bỏ, nhưng hai cánh tay nâng lên của châu trạch đã thành máu me đầm đìa. châu trạch thả hai cánh tay xuống lại hai bên người mình, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ điên cuồng. nếu như có thể mà nói, có ai lại tình nguyện đi liều mạng chứ? liều mạng một phen thì vẫn là liều mạng đến mức trọng thương giải chết. nếu như có thể mà nói, có ai không muốn đi lười biến chứ? cơ thể của người giấy bắt đầu tiến về phía trước đồng thời giọng ngâm tụng bắt đầu vang lên văn tự rất không lưu loát bạn có thể nghe hiểu được ông ta đang nói chữ gì nhưng căn bản lại không cách nào hiểu được ý nghĩa ở trong đó cảm giác như một bầu không khí thấm đẫm năm tháng bắt đầu lan truyền ra vô số cự bá đang gào thét ngàn vạn oán hồn đang reo hò người giấy dần dần tiến về phía châu trạch hai người đã tiến lại rất gần rất gần uy nghiêm của Thái Sơn, bất khả xâm phạm. Châu Trạch gật đầu một cái. Thật ra thì, tôi tình nguyện cùng nhau ca ngợi Thái Sơn với ngài, thực sự đấy. Không có bất kỳ thứ gì, có thể ngăn ở trước Thái Sơn. Thế nhưng địa tàng vương Bồ Tát cùng thập điện Diêm La lại không nghĩ như thế, tôi không muốn cản trở, thực sự đấy, ngài đi xuống dưới tìm bọn họ tính sổ đi có được hay không, tôi giúp ngài xem chừng tên con cháu phá của này của ngài, có được không? Tay của người giấy chỉ vào mi tâm của châu trạch anh đang dễu cợt tôi không hề anh đang dễu cợt tôi được rồi ông là cái tên già bắt nạt kẻ yếu ha ha người giấy cười vậy cái thứ chỉ tính là dòi bọ bò ra khỏi cống rảnh như anh lại dám nói chuyện với tôi như vậy anh có tư cách gì chứ châu trạch thực sự cảm thấy vị phủ quân đại nhân này thật sự đã thấp đến rất được rồi đấy không phải bởi vì nguyên nhân là tàn hồn cho nên đầu óc thực sự có vấn đề đấy chứ muốn đánh cứ tiếp tục đánh đi nha cứ ở đây bla bla tới rồi bla bla lui cảm giác giống như rất có mặt mũi vậy ngay từ đầu loại cảm giác này vẫn chỉ nhàn nhạt nhưng lúc này lại càng trở nên rõ ràng hơn nữa chẳng lẽ là bởi vì thân thể của người giấy này bị kiếm khí đánh một lỗ thủng ảnh hưởng đến thần trí của ông ta rồi hình như khả năng này thực sự rất lớn đấy chúng tôi vĩnh viễn là chúa tể của địa ngục. Bất kể quá khứ, hiện tại, tương lai, địa ngục, đều thần phục dưới Thái Sơn. Tôi không thể trợn mắt nói bừa như vậy được, thực sự đấy đại nhân à, hiện tại địa ngục không còn là của nhà các người người nữa, hơn nữa, trước đây thật lâu, cũng không tính là của nhà các người được. Chính là của Thái Sơn, vĩnh viễn, đều là của Thái Sơn. Ông chủ châu lông mày nhíu một cái, cố ý nói. Tôi nghe nói, trước đây thật lâu, còn có một chủ nhân của U Minh Chi Hải, vị đó cũng rất lợi hại mà. Một tên phế vật mà thôi. Ngài vừa nói cái gì? Một tên phế vật thôi. Ngài nói lớn tiếng một chút, tôi không nghe thấy nha. Phế vật. Ông chủ châu rất hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt. Hoàng Mỹ. Đồng thời, ông chủ châu nói ở trong lòng. Thiết hàm hàm, chuyện này anh cũng có thể nhịn được ngay khoảnh khắc chữ phế vật vừa dứt. Châu Trạch đã cảm thấy một loại lực lượng vừa quen thuộc vừa mạnh mẽ bắt đầu chủ động hồi phục, bắt đầu dần dần khống chế thân thể của mình. Ông chủ Châu thở vào nhẹ nhõm một hơi. Giao ra rồi giao ra rồi. Có thể lười biến. Trong chớp mặt. Khí chất của Châu Trạch đột nhiên thay đổi. Trong con ngươi. Là màu đen giống như vực sâu không thấy đáy đang lưu chuyển. Ngay sau đó, Châu Trạch phát ra một tiếng quát khẽ. Nghiệt, xúc, hỗn, láo. Lúc mọi người đang cãi nhau, thông thường đều sẽ buộc miệng, tỉ như mấy lời đại loại đồ xúc sinh mày, trong khung cảnh chửi mắng nhau ở trong nước, tần số xuất hiện của câu này tuyệt đối không thấp. Vốn dĩ với tính cách của doanh câu. Mà lại dùng cái dáng vẻ du côn như thế này để cãi nhau với người ta, dùng ngôn ngữ để làm nhục đối phương. Dường như thật sự không quá có khả năng này. Cho dù là lúc trước, khi đối mặt với nửa gương mặt kẻ đã từng trở mặt gài bẫy bản thân doanh câu cũng không giận dữ mắng mỏ như vậy có lúc cãi nhau với ông chủ châu cứ chót giữ cửa lặp đi lặp lại cũng khiến cho lỗ tai của ông chủ châu nghe tới mức mọc kén rồi cũng không biết cách đổi mới thủ đoạn gì cả chuyện này chỉ có thể nói là do lúc trước doanh câu nhìn ai không vừa mắt thì cứ lấy người đó đệm ghế thôi So sánh với cục diện hiện tại của âm ti và khi còn dưới thời đại phủ quân, thời đại của doanh câu lúc trước, chẳng qua chỉ có một mình anh ấy ngồi ở ngai vàng của U Minh Chi Hải, nhìn như vắng lặng, thật ra thì, từ một góc độ khác, cũng đã phản ánh nên sự kiêu ngạo của anh ấy. Cho nên, chuyện này chỉ có thể nói rõ được một chuyện. Đó chính là, người giấy ở trước mắt này. Có lẽ không thật sự là phủ quân, mà chỉ là một súc sinh hàng thật giá thật nếu như đem những chuyện xưa của phủ quân và hầu tử của bọn họ biên soạn thành sách mà nói đoán chừng cũng có thể chất đầy một thư viện đấy từ khi bọn họ gặp gỡ nhau quen biết nhau hiểu nhau cho tới khi trở thành bạn đồng hành từng chuyện từng chuyện một từng chi tiết một cuộc sống của bọn họ những trận chiến của bọn họ chiến công của bọn họ sự phấn đấu của bọn họ chuyện xưa không thể nói của phủ quân cùng hầu tử tình duyên yêu hận phủ quân cùng hầu tử bàn về tầm quan trọng của hầu tử đối với phủ quân. Mối tình chưa dứt giữa người và khỉ. Có vẻ như cũng chẳng có bao nhiêu người biết được, rốt cuộc là phủ quân các đời có bạn lữ của mình hay không. Nhưng dường như tất cả mọi người đều có thể xác nhận, bọn họ có thể không có phụ nữ, nhưng nhất định đều có hầu tử của mình. Có thể được gọi là súc sinh, lại có thể thao túng tàn hồn của phủ quân. Câu trả lời. Thực sự chỉ có một mà thôi điều này cũng có thể giải thích rõ ràng một chuyện đó là tại sao một chuỗi chiêu thức từ khi người giấy ra sân tới lúc này đều làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực rất lớn rất kinh khủng nhưng ông chủ châu vẫn cảm thấy đối phương có chút thấp dùng một thành ngữ không thể thích hợp hơn để giải thích loại cảm giác này đó chính là vượng đội mũ người chẳng qua là hai chữ nghiệt xúc này dường như đã thật sự hoàn toàn kích thích người giấy ngọn lửa màu xanh lam lại lần nữa cuốn tới mang theo một loại dáng vẻ điên cuồng trong nháy mắt bao phủ khắp bốn phía chung quanh mọi người thường so sánh một vài thứ gì đó trên phương diện tư tưởng với ngọn lửa tư duy như lửa tư tưởng như lửa nó có thể lan tràn nó có thể truyền đi dẫn tới cộng hưởng thật ra thì từ trên một ý nghĩa khác cũng có thể nói nó có thể thiêu đốt hết mọi thứ giống như ngọn lửa vậy mà trước mắt dường như cũng là một loại khái niệm tương tự như vậy sau khi ngọn lửa màu xanh lam nuốt chững lấy nơi này những thứ còn sót lại cũng không phải là vết nám đen bừa bãi đầy đất nữa mà là một loại bố cục hoang vu do từ màu xanh lam biến thành màu đen đang xen thực tế và mờ ảo lang thang trong khe nứt giữa quá khứ và hiện tại châu trạch đang đứng ở vị trí trung tâm của nơi này mà ở phía trước lại có một cái hang động trong suốt một hình ảnh rất có ý thơ cũng rất trừu tượng bạn có thể nhìn thấy đây là một cái hang động nhưng tất cả mọi thứ bên trong hang động cũng không bởi vì sự tồn tại của hang động mà có chút che giấu nào. Một người đàn ông trên người mặc trường bào màu lam nhạt, ngồi ở trên ghế trong động. Đầu đội mão màu tím. Toát ra một loại khí chất ung dung. Đồng thời, ngay vào lúc anh ta mở mắt ra, giống như thể sự vận hành của ngôi sao cũng chịu sự khống chế của anh ta. Anh ta rất uy nghiêm, giống như chúa tể thực sự. Châu Trạch cứ như vậy mà nhìn anh ta nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói vị trước mắt này coi như là người đã tạo nên thời đại đại thống nhất khác sau thời đại của doanh câu chẳng qua là doanh câu lúc trước giống như là lang vương trên thảo nguyên anh ấy ở đâu mà chỉ cần có anh ấy ở nơi đấy tất cả mọi chuyện của địa ngục đều lấy ý chí của anh ấy làm gốc rễ mà vị trước mắt này không chỉ đã kết thúc thời đại rung chuyển hơn nữa còn mình tạo ra một hệ thống vận hành, lại kéo dài đến ngày nay. Hai vị đều được tính là nhân vật đứng ở trên vị trí đỉnh chóp vào mỗi một thời đại. Giống như chuyện khi doanh câu chờ của Phật mở rộng lúc trước, dần dần thành Phật thật sự vậy. Đối với một vài người mà bản thân cảm thấy hứng thú hoặc là có một chút tư cách cùng khả năng có thể nói chuyện ngang hàng với mình. Doanh câu luôn tràn đầy mong đợi, cũng tình nguyện bỏ ra thêm một chút kiên nhẫn vì chuyện này. Bởi vì lang vương cô độc. Chỉ tiếc, loại đối mắt như thế này, cũng không kéo dài được quá lâu. Nhìn một bức họa, nếu như đó chẳng qua chỉ là một món hàng giả, thật ra thì thật sự không còn quá nhiều hứng thú đi nghiên cứu hay cảm nhận gì đó, cho dù là giống nhau như đúc, nhưng cũng thiếu đi chút cảm giác không khí kia. Lui, ra. Châu Trạch giơ tay lên. Hang động bắt đầu sụp đổ. Thứ cùng sụp đổ còn có cơ thể của người đàn ông mặt trường bào mảo tím ở bên trong rào một con hầu tử toàn thân màu đen vọt ra từ bên trong cơ thể người đó nó thở dùng dập nó điên cuồng nó tức giận thật ra thì lúc trước danh câu xé bỏ hết tất cả mọi lớp ngụy trang này coi như là đã tạo thành một loại tổn thương kinh khủng đối với hầu tử không phải là tổn thương trên thực chất mà là tổn thương tới từ nhận thức trong lòng từ rất lâu rất lâu trước đây hầu tử vẫn đang nằm mơ một giấc mộng nó còn sống chắc chắn là phủ quân cũng còn sống sau khi đệ nhất phủ quân tạ thế nó đi theo đệ nhất cùng đi vào mộ huyệt trở thành một người canh giữ mộ trong suốt những ngày tháng dài đằng đẵng ở nơi này hầu tử dần dần bắt đầu cho là đệ nhất vẫn chưa chết chẳng qua là đang ngủ say mà thôi thần nói phải có ánh sáng vì vậy nên cái thế giới này mới có ánh sáng sau khi vị trí của bạn đã đạt đến một độ cao nhất định cho dù là ở dương gian bạn cũng có thể hô phong hoáng vũ đổi trắng thay đen chứ đừng nhắc tới vị tử kim thần hầu này hầu tử mà năm đó có thể được đệ nhất nhìn trúng và lựa chọn mang theo bên người khi nó cảm thấy đệ nhất còn sống đệ nhất cũng sẽ sống lúc nó cho là đệ nhất có tàn hồn thì đệ nhất cũng có tàn hồn nó cảm thấy đệ nhất vẫn còn sống, nó cảm thấy vẫn còn một số chuyện, hẳn là đệ nhất cần phải hoàn thành, hẳn là phải lựa chọn như vậy. Cho nên đệ nhất cứ vậy mà đi hoàn thành rồi, cũng cứ vậy mà lựa chọn rồi. Cho nên, từ đầu tới cuối, đều chỉ là do con hầu tử này phân liệt nhân cách. Ông chủ châu hỏi ở trong lòng. Doanh câu không trả lời. Giống như vào lúc này chẳng muốn đi trả lời cái loại vấn đề này. Chẳng qua là, Miêu tả của ông chủ Châu thật sự rất thích hợp. Nhân cách phân liệt. Khác biệt là người bình thường phân liệt nhân cách, nhiều lắm là đột nhiên thay đổi tính cách một chút, dùng nhân cách khác đi lầm bầm lầu bầu gì đó, nhưng vị này là thật sự phân tách được thực chất. Hầu tử đi ra từ bên trong hang động sụp đổ. Nó đã sống qua vô số năm tháng. Lúc trước, khi ông chủ Châu cùng luật sư An nấu rượu đã bàn về hầu tử luật sư an đã từng nhận xét hết toàn bộ hầu tử bên người phủ quân các đời một lần tử kim thần hầu của đệ nhất đặc điểm lớn nhất chính là bất tử bất diệt đương nhiên đây là một loại cách nói khuếch đại trên thực tế chỉ là nhục thân của tử kim thần hầu cường hãn đến mức độ khiến người ta gần như tuyệt vọng mà thôi có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà con hầu tử này có thể sống được lâu đến như vậy đi nhưng dường như trời cao thật sự có một loại khả năng nắm giữ số mệnh trong tay và điều chỉnh mọi thứ doanh câu người vẫn luôn tồn tại từ thượng cổ cho tới nay lại chỉ có thể che giấu bản thân từ từ khôi phục hạng bạc cũng được tính là công chúa lúc trước hiện tại thậm chí còn sống đến mức thảm hơn cả doanh câu giải trải vẫn luôn ngủ say vân vân các thứ bạn có thể sống rất lâu nhưng bạn tuyệt đối không thể nào sống cực kỳ tốt được giống như con hầu tử có thể sống được rất lâu này gắn gượng để cho bản thân sống đến mức trở thành một con khỉ mắc bệnh tinh thần sau khi hầu tử đến gần bạn có thể nhìn thấy càng rõ ràng hơn vị trí đầu của hầu tử có một lỗ thủng to thậm chí bạn còn có thể nhìn thấy được một ít tổ chức não bộ đang nhúc nhích ở trong đầu đã từng là tử kim thần hầu bởi vì một lần trọng thương dẫn đến việc lông của bản thân biến thành màu đen nhưng năm đó khi nó đi theo đệ nhất cùng nhau chinh phạt địa ngục thương tích lúc đó hoàn toàn không chỉ như thế phủ quân không chết hầu tử đè nén giọng nói của mình dùng một loại giọng điệu không cho phép nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào châu trạch cũng là đang canh chừng doanh câu doanh câu đưa tay chỉ về phía trước xung quanh hầu tử xuất hiện từng luồng hào quang màu tím tạo thành lớp phòng ngự cực kỳ khủng bố nhưng ở trước mặt ngón tay của doanh câu lại giống như giấy dán tường bị xé rách trong chớp mắt phốt doanh câu bắt được cổ của hầu tử nâng lên hơn nữa còn giống như là đang phơi quần áo vậy vũ vũ nhân tiện lại cân đo sức nặng cảm giác có chút nhẹ phủ quân không chết hầu tử lặp đi lặp lại hình như chỉ có những lời này mà thôi nó không công kích lại cũng không biết là đã nhận thức rõ trên lệch cấp độ giữa bản thân với doanh câu buông tha công kích hay là bởi vì nguyên nhân nào khác từ trong mắt doanh câu nó nhìn thấy một bộ thân thể bị tàn phá đến tả tơi một linh hồn khắp nơi đều là lỗ thủng thời gian trôi qua có thể mang đi hết phần lớn nhân kiệt của một thời đại những người có thể vượt qua thời đại tiếp tục sống sót thật ra chỉ là lông phượng sừng lân mà thôi hầu tử này sống cho tới nay thật ra thì tất cả mọi người đều đã chết nếu không phải nó vẫn luôn đợi ở bên trong cổ mộ tương đương với một loại trạng thái ngủ đông nếu không cho dù nó là tử kim thần hầu cũng không thể nào sống được lâu đến như vậy một tay doanh câu bắt lấy hầu tử tay còn lại xé rách hư vô ở nơi này sau một khắc trở về thực tại lão đạo hôn mê nằm ở trên mặt đất trong tay châu trạch cầm người giấy kia trên sân thượng ở cách đó không xa có một con hầu tử bẩn đang đưa tay bắt lấy cổ của mình biểu cảm cực kỳ thống khổ tôi không chết nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha